Hello, kính chào quý vị, xin chào các bạn. Ở video này tôi sẽ chia sẻ cùng quý vị tổng quan về CrossChain Bridge và tôi sẽ sử dụng cái cây cầu EvoDeFi Bridge. Tôi sẽ bridge các token từ mạng lưới BSC sang mạng lưới Polygon thông qua EvoDeFi. Rồi, trước hết chúng ta cùng đi vào nội dung thứ nhất. Tôi sẽ nói tổng quan về những cái ưu điểm, nhược điểm của CrossChain Bridge. Thưa quý vị, CrossChain Bridge là cầu nối CrossChain cho phép luân chuyển các tài sản crypto, token hay dữ liệu từ blockchain này sang blockchain khác. Trong đó bao gồm các layer 1, layer 2, sidechain, chain chain. Nói một cách dễ hiểu thì CrossChain Bridge như một cây cầu để giao thương giữa các hệ sinh thái, từ đó làm cho các hệ sinh thái có thể tối ưu hóa dòng tiền bên trong đó. CrossChain Bridge chứng tỏ rất hiệu quả khi những blockchain như Ethereum, BSC, Solana, Phantom, vân vân đều có tính bảo mật cao và người dùng hoàn toàn có thể xác minh giao dịch của mình trên mỗi chuỗi khối. Tuy nhiên, bản chất riêng rẽ của mỗi blockchain đã làm giảm cơ hội phát triển dòng tiền crypto và hạn chế khả năng tận dụng cơ hội của người dùng. Số lượng các dự án CrossChain Bridge ngày càng nhiều và phát triển, chứng tỏ lượng người dùng cần luân chuyển tài sản là rất lớn. Có hai loại CrossChain Bridge. Loại thứ nhất, CrossChain Bridge Sanchez CrossChain Bridge, hay còn có thể gọi là cầu tập trung. Chainlink CrossChain Bridge sẽ có bên thứ ba đóng vai trò như người môi giới cho các chain. Họ nhận token của người dùng từ chain này rồi mai ra token ở một chain khác. Ưu điểm sử dụng đơn giản, tiện lợi và phù hợp với người dùng mới. Nhưng nhược điểm, người dùng sẽ bị phụ thuộc vào bên thứ ba. Bên thứ ba họ có toàn quyền sử dụng tài sản của người gửi. Ví dụ, quý vị lắp token trên TRC20 vào sàn Binance. Sau đó, quý vị lại rút token ra trên BEP20. Tuy khả năng scam tài sản của người dùng là rất thấp với các tên tuổi lớn như Binance, do thiệt hại về danh tiếng với người dùng sẽ lớn hơn với thứ mà họ nhận được. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều vấn đề khác liên quan đến Chainlink Bridge. Loại thứ hai là Decentralized Cross-Chain Bridge, hay còn gọi là phi tập trung, tức không có bên thứ ba, không có người quản lý. Ở đây, nó là một pool chứa toàn bộ các tài sản được quản lý bởi các validator. Người dùng nạp tài sản từ trên này vào pool. Validator sẽ đóng vai trò xác minh giao dịch và pool sẽ đào ra token ở một trên khác. Về ưu điểm, có sự minh bạch và mọi thứ đều có thể xác nhận on-chain. Nhược điểm, không đảm bảo bộ độ an toàn khi các Bridge hiện nay còn rất mới, pool chứa nhiều tài sản của
Decent Chainai Crochet Bridge là miếng mồi ngon cho các vụ tấn công. Decent Chainai Crochet Bridge sẽ khó sử dụng cho người dùng mới. Một số hạn chế của Crochet Bridge. Hạn chế thứ nhất là có quá nhiều cầu. Việc có quá nhiều bridge khiến thanh khoản bị phân mảnh và gây khó khăn cho quý vị phải tìm kiếm và học hỏi cách sử dụng nhiều bridge khác nhau. Hạn chế thứ hai là tính an toàn. Các vụ hack liên tục gần đây khiến người dùng lo ngại về tính bảo mật của các bridge. Đây là một lời cảnh báo về sự lon trẻ của các bridge ở thời điểm hiện tại. Hạn chế thứ ba của Crochet Bridge đó là trải nghiệm người dùng chưa tốt, như thời gian chờ đợi lâu, giới hạn số lượng tài sản có thể chuyển, giới hạn có thể rút, vân vân. Những dự án bridge cần cải thiện và nâng cao sản phẩm hơn nữa để giải quyết những vấn đề trải nghiệm của người dùng đang gặp phải hiện tại. Bây giờ chúng ta cùng đi vào nội dung thứ hai, thì tôi sẽ sử dụng cây cầu EvoDeFi tại địa chỉ evodefi.com. Tôi sẽ bridge USDC từ mạng lưới BSC sang mạng lưới Polygon. Quý vị cần phải chuẩn bị sẵn cái ví MetaMask. Thì ở đây tôi đã thêm mạng lưới Binance Smart Chain và mạng lưới Polygon vào ví MetaMask rồi. Và tôi cũng chuẩn bị sẵn USDC để bridge. Cũng như tôi đã có BLB BEP 20 ở ví để làm phí ga. Và có một điều quý vị cũng như rất nhiều các nhà đầu tư quan tâm chính là cái phí bridge và phí ga. Thì bất cứ một cái nền tảng bridge nào cũng vậy, thường quý vị sẽ phải mất cái phí bridge. Phí bridge ở EvoDeFi thì cũng chưa đến $1, còn phí ga là cái phí mạng thì cũng rất chi là rẻ. Tôi bridge từ BSC sang Polygon cũng chưa đến $1, chưa đến $0.5 đó. Ok, và không để quý vị chờ lâu, bây giờ tôi sẽ truy cập địa chỉ evodefi.com, hoặc quý vị cũng có thể vào trực tiếp từ địa chỉ bridge.evodefi.com. Ở đây tôi đã kết nối với lại ví MetaMask rồi. Offerom tôi sẽ chọn mạng lưới BSC. Thì đây là danh sách tất cả các blockchain mà EvoDeFi đang hỗ trợ. Rồi OTU tôi sẽ chọn là Polygon. Select token tôi sẽ chọn là USDC. Tôi đã để sẵn USDC BEP 20 ở trên ví MetaMask rồi. Rồi thì quý vị sẽ thấy cái ô bên dưới nó sẽ tự nhận cái địa chỉ ví bởi vì tôi đã kết nối với ví rồi. Tôi sẽ chọn vào Max để chọn tất cả. Và hiện tại tôi có 57,16 USDC. Tôi sẽ chọn Upload. Chọn xác nhận trên ví MetaMask. 57,6 thì tôi sẽ nhận được 56,8. Đó, phí chưa đến 1 USDC. Rồi,
thông báo đã confirm bên ví MetaMask, quý vị chọn vào send. Quý vị cần xác nhận trên cái ví MetaMask một lần nữa. Phí gas thì cũng rất chi là thấp nên quý vị cứ yên tâm. Rồi, như màn hình quý vị thấy là thông báo đã thành công. Quý vị có thể vào cái ví để kiểm tra xem là USDC nó đã hiển thị trên ví hay chưa. Đến đây tôi xin kết thúc video này. Cảm ơn quý vị đã quan tâm và theo dõi video. Nếu thấy video hay, bổ ích, quý vị hãy comment, đăng ký, chia sẻ và theo dõi kênh để cập nhật những video mới nhất.